thế nào là một cuộc đời thành công. Chắc hẳn nhiều bạn trẻ đang ngồi trên giảng đường đại học sẽ nghĩ đến cái việc đạt học bổng, ra trường kiếm một công việc thật nhiều tiền, tối về nhà thì có người yêu 10 trên 10 điểm để đi chơi. Nhiều bạn lớn tuổi hơn một chút chắc sẽ nghĩ đến cái việc xây dựng gia đình, mua nhà lầu xe hơi vào năm 30 tuổi thì mới dễ cưới vợ. Rồi con gái phải xinh đẹp, công dung ngôn hạnh và có gia đình trước năm 25 tuổi, vân vân và mây mây. Phần đông chúng ta đều đồng ý với những tiêu chuẩn này. Điều đáng buồn là chúng không phải do một đấng tối cao nào đó áp đặt lên con người, mà ngược lại, con người chúng ta tự áp đặt nó lên nhau. Theo thời gian, những cái tiêu chuẩn được xã hội hình thành được đám đông cho là thước đo chung để đánh giá về sự thành công và hạnh phúc của một cá nhân. Nói một cách ngắn gọn ấy, thì cuộc đời của bạn sẽ chẳng có ý nghĩa, thậm chí là vô vị nếu như bạn không đạt được những cái tiêu chuẩn mà xã hội đề ra. Và chúng ta cố gắng đạt được những tiêu chuẩn đó, một phần vì chúng ta tin tưởng đó là cách để đạt được thành công. Một phần khác là bởi vì chúng ta mong nhận được tình yêu thương từ xã hội, và cũng là để tránh trở thành một kẻ lạc loài và không bị bỏ lại ở phía sau. Nhưng mà liệu chúng ta, những con người tự do, có xứng đáng phải chạy theo những quy chuẩn đang càng ngày càng gò bó và làm hẹp đi hai cái từ hạnh phúc hay là không? Hãy cùng đi tìm hiểu câu trả lời đó trong bài viết của tác giả Thanh Thanh đăng tải trên nền tảng Spider Room mang tên Tư duy chạy theo thời gian của xã hội khiến bạn mãi dậm chân tại chỗ. Mình là Pink Dot và chúng ta hãy cùng bắt đầu video ngay thôi nào. Khi đi làm, bạn có bao giờ cảm thấy căng thẳng, chán nản và mất động lực? Động lực nội tại là cuốn sách mang tính ứng dụng, hướng dẫn bạn cách thay đổi bản thân và từ đó thay đổi môi trường xung quanh bạn. Cuốn sách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể giúp bạn nuôi dưỡng sự hào hứng. Hào hứng giúp cho bạn yêu thích những gì mình làm và hướng tới một cuộc đời hạnh phúc và thành công. Khám phá những điều mới mẻ và dinh ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé! Sự thật thì xã hội không bao giờ yêu thương hay là chấp nhận bạn. Xã hội chỉ yêu thương và chấp nhận những cái vỏ bọc mà bạn khoác lên người mà thôi. Kỳ vọng của xã hội sự thật là không có cách tiếp cận cuộc sống nào phù hợp với tất cả mọi người. Và điều quan trọng là bạn phải nắm bắt được cái tốc độ và thời gian của bản thân. Bậc hiền trí vĩ đại của Ấn Độ, Mahatma Gandhi cũng đã từng nói: hãy sống như là bạn sẽ ra đi vào ngày mai, hãy học như bạn sẽ sống mãi mãi. Một người biết mình đang đi dần đến cõi vĩnh hằng thường sống cho thật trọn vẹn những ngày còn lại. Họ sống thật chậm để nhìn cuộc đời, để nhìn người thân lần sau cuối. Đối với họ, mỗi giây được sử dụng một cách thận trọng, không bao giờ họ đánh mất một giây phút nào cho việc làm vô ích. Còn chúng ta thì mặc nhiên sử dụng thời gian một cách hoang phí. Ta đã sống hết mình với chính thời điểm hiện tại hay chưa? Từng bước chân ta đã đi hối hả, chạy theo thời gian của xã hội, mà quên mất là mỗi chúng ta đều được sinh ra, đã có một sứ mệnh của riêng mình. Vậy tại sao bạn không nên chạy theo thời gian của xã hội? Và làm thế nào để nuôi dưỡng một con đường đích thực và viên mãn hơn? Để trả lời câu hỏi này, trước hết ta cần hiểu rõ thế nào là kỳ vọng của xã hội. Kỳ vọng của xã hội đề cập đến các tiêu chuẩn, các giá trị hình thành kỳ vọng dựa trên các yếu tố xã hội và tâm lý. Những kỳ vọng này có thể bao gồm ý tưởng về cách các cá nhân nên cư xử, họ nên phấn đấu vì mục tiêu gì và họ nên sử dụng thời gian như thế nào. Thực tế thì xã hội đưa ra những cái kỳ vọng dành cho mỗi cá nhân theo một tư duy cố định, như là cần phải theo đuổi một số nghề nghiệp, con gái cần phải kết hôn ở độ tuổi từ 25 đến 28 tuổi và sinh con khi dưới 30 tuổi, con trai thì phải có sự nghiệp trước lúc 30 tuổi. Những kỳ vọng này đều có khoa học, chỉ ra những cái lời khuyên tốt nhất dành cho chúng ta. Giả sử như lời khuyên về việc con gái nên sinh ở trước 30 tuổi, vì thời điểm có thai phù hợp nhất của phụ nữ là từ 20 đến 30 tuổi, tức là thai dễ và ít xảy thai. Mặc dù một số kỳ vọng này có thể hữu ích, nhưng mà đồng thời, chúng cũng có thể tạo nên áp lực và căng thẳng. Chúng ta dường như phải tuân theo chúng để được chấp nhận hoặc là thành công ở trong xã hội. Vậy thì những cái ảnh hưởng tiêu cực của điều này sẽ đưa con người đi đến đâu? Thứ nhất, áp lực phải phù hợp với cả kỳ vọng của xã hội. Xã hội, gia đình, bạn bè đều có một quy chuẩn xã hội nhất định. Giả sử như là khi đi học, chúng ta học một cách vẹt để giành 12 năm học sinh giỏi, xuất sắc. Khi lớn hơn một chút, bạn được định hướng học đại học và cao đẳng theo một cái kiểu vớ đại một ngành nghề hot. Sau khi ra trường thì phải có ngay việc làm để ổn định tài chính. Sau đó lập gia đình, sinh con. Thật khó khi chúng ta phải đi theo một lối mòn của tất cả mọi người. Steve Jobs, nhà sáng lập và CEO của Apple đã từng nói: sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác là lãng phí cuộc đời của bạn. Vậy nên chúng ta, mỗi người đều là một cá thể đặc biệt. Hãy sống như thể mình chỉ sống được ngày hôm nay. Chọn một công việc yêu thích của bản thân mà không phải chạy theo thời gian của xã hội. Ưu tiên những cái kỳ vọng bên ngoài hơn nhu cầu và mong muốn của chính mình.
có thể vô tình tạo áp lực phải tuân thủ, thay đổi để phù hợp với các tiêu chuẩn của xã hội. Thứ hai, tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Những áp lực từ xã hội, chúng tác động bất lợi cho sức khỏe tinh thần, các mối quan hệ và quá trình ra quyết định của chúng ta, ảnh hưởng không nhỏ đến cái sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta. Chúng ta phải trải qua khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, nhìn thấy cảnh tượng dịch bệnh lan rộng, người đến với thế giới bên kia không đếm hết. Có một đoạn chia sẻ như thế này ở trên mạng: bạn thích gì thì cứ làm đi, bởi vì đâu ai sống hai lần trong một cuộc đời. Nếu công việc không yêu thích thì cứ nghỉ. Đã không thể có một tình yêu trọn vẹn mà đến công việc thì cũng chán thì còn gì là cuộc sống nữa. Chẳng ai sống hai lần để chọn đi chọn lại. Cũng không ai sống thay mình mà cứ sợ những cái gièm pha và chỉ trích. Bởi lẽ có rất nhiều người tiếp cận đến cái chết. Họ đau xót trước chính cuộc sống của họ vì quá chạy theo đồng tiền, xã hội mà đã không trân trọng cuộc sống riêng của bản thân. Họ mất trong sự tiếc nuối, dường như là sự bỏ lỡ cả đời. Đây là bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội với dòng trạng thái: cô ấy muốn được nhìn bình minh lần cuối. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, không để ý những lời gièm pha ngoài kia hay là sống vì sở thích của người khác. Chọn sống vì bản thân mình, vì vốn cuộc sống là để hạnh phúc. Tiếp đến là ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân. Bằng cách liên tục so sánh bản thân với những người khác và cảm thấy như mình không được đánh giá đúng mức, chúng ta đã hạn chế tiềm năng của mình và bỏ lỡ cơ hội phát triển và khám phá bản thân. Đừng so sánh bản thân với người khác. Làm như vậy là bạn đang tự xúc phạm mình đấy. Bill Gates. Đối với nhiều người, họ luôn ganh tị với sự giàu có của người khác. Có lẽ họ không biết mục đích sống của họ là gì. Vì vậy, họ nhìn người khác thực hiện điều đó và nghĩ rằng mình nên làm giống họ. Điều này có thể bắt nguồn từ cách cậu được nuôi dưỡng. Việc chú trọng sự thành công khá lớn trong gia đình và xã hội cũng là một yếu tố quan trọng, bởi vì người thân mong đợi họ thực hiện được những điều mà người trước chưa làm được. Quá nhiều đứa trẻ đang dần lớn lên trong tư tưởng đó. Và một trong số chúng ta cũng đã và đang sống trong một thế giới được vẽ lên từ những kẻ khác. Cuối cùng, tác động đến quá trình đưa ra quyết định của bạn. Chúng ta khi còn bé đều có ấp ủ, sở thích, ước mơ riêng của bản thân. Nhưng mà khi lớn lên phải chạy theo kỳ vọng của gia đình, xã hội mà phải gạt bỏ đi những kỳ vọng riêng của bản thân. Mọi người yêu thích sự ổn định, làm việc gì cũng được, miễn là một tháng cầm bao nhiêu lương để chi trả các hóa đơn sinh hoạt, rồi sau đó lại theo vòng lặp đi làm, nhận lương và chi trả. Giống như là Lionel Andres Messi, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với nhiều danh hiệu cao quý. Những ngày đầu tiên gia nhập La Masia, Messi thường bị bạn bè trêu là thiểu năng trong vòng thay đồ bởi quá nhút nhát và e thẹn trong giao tiếp. Trung vệ Gerard Pique từng thi đấu với Messi cũng đã từng nhận xét về anh: chúng tôi đã từng nghĩ cậu ấy bị câm. Cậu ấy thường ngồi trên ghế và chẳng nói câu gì trong cả tháng đầu tiên. Khi được tới Thụy Sĩ để tham gia một vài trận đấu, đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu ấy cười nói vui vẻ. Mặc dù phải đối mặt với những lời gièm pha nhận xét từ người khác, nhưng mà không vì thế cậu ấy chọn sống theo cái cách mà người khác nhận xét về cậu. Messi đã lựa chọn đam mê bóng đá của mình, mặc dù phải đối mặt với những cơn đau về bệnh tình được chẩn đoán từ lúc 11 tuổi. Bác sĩ Diego Schwartzstein chẩn đoán anh bị thiếu hụt hormone tăng trưởng hiếm gặp. Tóm lại, điều quan trọng là các cá nhân phải xem xét về các giá trị và mục tiêu của chính bản thân khi quyết định có tuân theo những kỳ vọng của xã hội hay là không. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để không chạy theo thời gian của người khác? Điều cần thiết là phải nhận ra và chấp nhận cái nhịp điệu độc đáo của bạn. Có nghĩa là buông bỏ những cái kỳ vọng bên ngoài và tập trung vào những cái điều thực sự quan trọng đối với bạn. Học cách nói không với những thứ không phù hợp với mục tiêu và ưu tiên của bạn. Một số mẹo để luôn đúng với tốc độ của riêng bạn bao gồm: đặt mục tiêu thực tế. Về bản chất, đề ra mục tiêu cụ thể sẽ thúc đẩy bạn nỗ lực hết mình, đưa ra quyết định điều gì sẽ truyền cảm hứng cho bạn, bạn kiểm soát tốt hơn tương lai của mình. Lắng nghe và học hỏi từ mọi người xung quanh. Học tập là thứ luôn làm bạn cảm thấy thích thú. Học tập từ đồng nghiệp, bạn bè có thể giúp cho bạn cảm thấy như là bạn đang bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, đầy phức tạp nhưng mà đẹp đẽ. Chấp nhận rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ bên ngoài. Một tâm hồn đã trải qua thử thách, khó khăn và đau khổ mới chính là vẻ đẹp thật sự. Vẻ đẹp được nuôi dưỡng từ sai sót của quá khứ hay là trải nghiệm của tương lai, cùng những suy nghĩ và mục đích sống của họ là gì. Học hỏi và mở mang đầu óc. Đối với tôi, học tập cũng là một thứ mang lại những cái năng lượng tích cực. Tôi học qua những cuốn sách, học qua từng trải nghiệm video của người khác, thích mở mang đầu óc mình với những dữ kiện, kinh nghiệm từ những người đi trước. Bạn đừng quá lo lắng,
nếu bạn nhận thấy rằng tính cách của bản thân quá khác biệt và bạn đang đi ngược lại số đông. Khi bạn gặp một người có sở thích học hỏi và mở rộng tâm trí giống như là mình, mối quan hệ giữa hai bạn sẽ gắn kết hơn những gì bạn từng nghĩ đến. Tự chăm sóc bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác. Chúng ta luôn thiếu thời gian cho mọi việc, luôn cố gắng hết sức, cho đi thật nhiều mà không biết rằng bản thân mình đang mệt mỏi, kiệt sức, căng thẳng và quá tải. Bạn nên chậm lại, lắng nghe cơ thể bạn cần gì, có thể cùng chia sẻ nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Đơn giản hóa sự lựa chọn của bạn. Đừng quá chăm chỉ làm nhiều mục tiêu một lúc. Đơn giản chúng, lọc những mục tiêu mang về giá trị cho bạn nhiều nhất, công việc yêu thích, vân vân. Bằng cách đó, bạn có thể nuôi dưỡng cảm giác bình an nội tâm và đạt được tiềm năng đầy đủ của mình. Như là cựu Tổng thống Barack Obama đã từng nói, thành công chỉ đến khi bạn yêu công việc. Tôi không hề nghĩ mình sẽ trở thành Tổng thống. Khi còn trẻ, tôi chỉ muốn giúp đỡ người nghèo. Cựu Tổng thống Barack Obama, ông làm những công việc yêu thích của mình như là giúp đỡ người dân. Không quá đặt nặng phải trở thành ai đó quá lớn lao. Đừng đặt nặng quá bạn phải đạt được mục tiêu. Bạn chọn công việc yêu thích, làm với cả tâm huyết, trải nghiệm nhiều khía cạnh khác nhau. Chỉ cần bạn hạnh phúc thì bạn đã thật sự thành công với cuộc sống của bạn. Thời gian là một cấu trúc văn hóa và các chuẩn mực và kỳ vọng của xã hội tạo ra ảo tưởng về thời gian. Khi nhận ra rằng nhịp sống của chúng ta không cố định mà là kết quả của điều kiện văn hóa, chúng ta có thể bắt đầu thách thức những cái giả định này và đưa ra lựa chọn phù hợp với các giá trị và ưu tiên của riêng mình. Bằng cách đó, chúng ta có thể nuôi dưỡng một cuộc sống có ý nghĩa hơn và viên mãn hơn. Nhiều cá nhân thành công đã đạt được mục tiêu của họ bằng cách làm theo tốc độ riêng của họ thay vì tuân theo cái kỳ vọng của xã hội. Ví dụ như là Albert Einstein, không biết nói cho đến khi ông 4 tuổi và được coi là một người học chậm. Nhưng mà ông đã trở thành một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. Oprah Winfrey đã bị sa thải khỏi công việc đầu tiên của mình với tư cách là một phóng viên truyền hình. Nhưng mà bà đã kiên trì và tiếp tục trở thành một trong những nhân vật truyền thông thành công nhất trên thế giới. Những cá nhân ấy, chính họ đã có thể vượt qua những cái trở ngại và đạt được thành công bằng cách sống thật với chính bản thân mình và nắm bắt tốc độ của riêng họ. Vậy, dù xã hội có chạy hối hả nhanh như thế nào, tôi khuyên bạn chậm lại một chút, nghĩ xem mình thật sự thích gì và công việc yêu thích của mình là gì. Bạn là phiên bản duy nhất của chính bạn ở thế giới này. Đừng cầm bản đồ của người khác mà tìm đường cho chính cuộc sống của bạn. Và vừa rồi là bài viết Tư duy chạy theo thời gian của xã hội, khiến cho bạn mãi mãi dậm chân tại chỗ của tác giả Thanh Thanh được đăng tải trên website spiderroom.com. Nếu thích video này, bạn hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Mình là Pink Dot, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. See ya!